Nhanh lên các em, nhanh lên, tới giờ rồi em. Hàng này về sách hai, cẩn thận nghe má. Con yên tâm. Dạ. Ghe kia, dừng lại để xem. Quay lại, cảnh sát vô ghe đó. Riêng khoản thông mà chị vừa xem, hàng năm lời lãi bao nhiêu? Dạ cũng chừng 10 triệu. Chà chà, vậy là khá quá chứ. Dạ. Dạ, nhưng anh Sơn em ngại đi lại phía trên này an ninh không đảm bảo, giá lại dễ bị người ta nghi ngờ điều này điều nọ chị à. Mày nè, lẹ đi tụi bay. Cảm ơn già. Cẩn thận nghe con. Dạ. Sau Tết Mậu Thân tụi con sẽ đón già tại Sài Gòn nghe. Già mong tin khổ tụi bay lắm đó. Dạ. Trường hợp ông ngại cũng phải thôi, giờ có tôi nè, lo gì. Để tụi bàn lại với anh Sáu, nếu không muốn làm nữa tụi này lãnh cho. Chị ráng nhận đi, còn thiếu bao nhiêu em cho thiếu. Nói thiệt đó nghe. Chị Sáu chưa biết tính em rồi. Như vậy thì tốt quá. Dạ. Có chuyện gì vậy? Thưa bà, xe bị bể vỏ à. Tôi chờ anh ở ngã ba nghe. Dạ. Anh tài xế đó có bảo đảm không em? Chị cứ an tâm. Xe chở gì đó? Dạ, xe chở nhựa thông của hãng. Hãng mẹ gì cũng xét hết. Dạ, thưa. Hỏi thưa rồi. Xét. Thì chúng đó chút đỉnh khỏi. Đứng đó chờ đi. Dạ thưa bà. Để đó. Mấy chú thi hành công vụ kiểu gì mà lại hỗn láo như vậy hả? Việc gì đến bà mà bà xía vô? Thì ra ông Sáu Lèo dạy quân của ổng như vậy. Bà là ai? Là ai rồi sẽ biết. Vừa thông mẹ gì mà kêu bông bon thế này. Mày gõ tao thùng này coi. Khoan, xuống dưới này mà gõ. Lẹ lên. Bà tổng giám đốc cảnh sát quốc gia đó. Dạ ông Liên à. Bộ mày đuôi hả? Cút. Dạ. Dạ thưa chị Sáu, chị tha lỗi. Tha lỗi cho đàn em. Tụi nó mới vô nghề nên chưa biết. Hãng Sơn Đông Á là bồ ruột của anh Sáu đó. Bà chủ hãng đây.
Từ nay về sau á, xe của hãng đi về, các chú trông coi giùm. Đứa nào mà lộn xộn, chú kêu tôi. Đây, số phone của ông ấy đây. Dạ, cảm ơn bà. Xuống. Sao lại xuống? Bạn của chuẩn tướng đó. Mẹ. Lớn quá. Phải không em? Cái này vừa nè. Được. Được lắm. Bao nhiêu vậy? Dạ 500. 300. Rẻ quá à. Trả thêm nữa đi ông. 300. Thôi báo cho ông đó. Đẹp đó. Em này bao nhiêu? Dạ 300. 300. Dạ. Mặc qua. À đây nè. Loại hoa này mới đó em. Chào buổi tối em gái. Ăn chung một cái. Đây chú. Coi lo làm kiếm tiền thấy mồ luôn. Bánh tét tụi con có chưa má? Trong nhà cháu. Đi vô trong em thấy đi chút nha. Coi bộ ngon lành rồi đó má. Vậy hả? Có tin gì mới không con? Chiều nay má lấy đồ đạn ở chậu kiển do anh Mộc mang tới. Con đi nghe má. Cẩn thận nha con. Dạ. Con đâu má? Đây nè, phần của con này. Ngon không má? Bánh tét đặc biệt đó. Nè, ăn coi chừng nghỉ răng nha. Dạ. Con không ăn đâu, cho tụi nó ăn hết mà. Vậy hả? Dạ. Ăn tết vui vẻ nha. Dạ. Thắng lợi ha. Dạ. Sát Hoàng Sơn, đi liền đi. Chào đại tá. Bạn tôi. Chào đại tá. Chào đại tá. Anh thật đẹp. Tết cổ truyền năm nay cũng có phần vui hơn mọi năm. Cảm ơn đại tá nói rất đúng đó. Chúng tôi cùng với người Mỹ đã đánh gãy xương sống của dân tộc. Tết ta gặp nhau chứ. Rất tiếc tôi phải đi Paris vào sáng mai vì có điện gấp của ông chú nè. Goodbye. Goodbye.